Bởi vì trong cái việc gì cũng vậy, ổng cũng cho mình biết hết. Đói với đau, cơm không có ăn luôn. Mà đói đau sau khi này không thuốc. Thấy vậy cho trong hạn hán 3 năm rồi đó, không chợ nhóm chiều. Nhà không người ở, niệm nhiều Nam Mô. Tới chừng đó mới thức tỉnh. Coi như kiếp lắm này. Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý đồng đạo kính mến, vì bậc bề trên vị Phật giáo chủ có đôi câu để nhắc nhở lại cho chúng sanh, mà để khai kinh mở đạo, vì Ngài đã nhận thấy lòng từ ái chứa chan, nhận thấy bác tánh đến hồi tai họa, Phật Dương đã chỉ rõ bộ máy diệu quyền chuyển lập hồi long qua, chọn những đứng tu hành cao công quả để ban cho chứng vị chứng ngôi. Mà nay coi như thời cơ cũng đã mỏng. Cho nên ngày hôm nay tôi cũng cổ mở ra trong kinh sử của Phật, nhưng mà biết sao thì nói gì. Lời của Phật nói đời cùng tu gấp kịp thì, đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Vì lòng từ ái chứa chan, nhận thấy bát tánh đến hồi tai họa, nay Phật Dương đã chỉ rõ. Và chỉ rõ mà cái đời nó đã sắp, nó cạn đời. Vì hạ quân nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia can. Lời Phật nói đó, mình cũng nhìn thấy hiện nay là trong cái năm Nhâm Dần này, nhiều chỗ bơ vơ, mà bước qua năm Mẹo như tơ dối cuồng, thời cơ nó đi kề sát bên không, chứ nó không có rời ra. Bởi vì lời tôi nhắc nhở đây là lấy cái lời của Đức Phật để khai kinh, mà để biết trong đó đôi chút biết nhiêu thì nói ra bao nhiêu. Trong môn nhân đệ tử của nhà Phật, để thấu hiểu được cái ý nghĩa của ông mà lo tu hiện. Cũng có nhiều người trách hờn tôi, nói xàm, nói khùng, nói điên, nói không thấy gì trơn trọi mà nói hoài. Lời của thầy tôi nói chuyện, ổng thiên cơ ai dám nói thừa, mà trong bá tánh chẳng ưa tu hành. Bởi vì trong cuộc đời ổng ta nhìn thấu tới cả trăm năm, ổng biết rằng năm này sao rồi năm tới sao, rồi tới nữa như thế nào. Bởi ổng cho rằng chúng sanh rằng cho rằng ở chỗ thiên cơ, mà sự thật rằng ổng nói bị gì chưa thấy nó thời không tin, mà tới chừng thấy rồi ăn năn đã muộn. Nó nghe môn nhân đệ tử, đó là lời nói chuyện rõ ràng, nói ra tin đi, bị gì trong cái chỗ bước đường đời của Phật, ổng nói tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải sát thân người đời. Ông lấy cái chỗ của ông nói chuyện ra, nhưng đó thề là môn nhân đệ tử phải nghe, mà phải tùng theo ý nghĩa trong câu kinh, mà hành theo kinh mới có thoát khỏi trong cái trận sau khi này. Bị lời của thầy nói chuyện, lời chân chánh hình như nói xỏ, mà sự thật rằng không không nào có biếm đời. Thấy lạc lầm phiên nhũ ít lời, bị vì cái lạc lầm của chúng sanh, ngày hôm nay nhận thấy kỹ rõ ràng, ổng cũng khai kinh ra luôn. Khắp chúng sanh ở trong thế giới, trong cái buổi hạ quân này, say mê vật dục chìm đắm trong biển lợi danh, một phần nhiều là gây nên nghiệp quả. Ngày nay lực trời đã trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít, mà người tội ác lại quá nhiều. Bởi vì ngày hôm nay đó, môn nhân đệ tử mà không có tùng theo là sau khi này không có còn qua bước đường thượng quân được. Bởi vì ông nói rằng thượng quân có mặt ấy là hiền nhân. Để có tâm của mình tàn thì nhìn thấy ở trước mắt mà đi không. Chứ tâm người nó không có. Thành ra phải nằm trong cái trận. Lời ông biết ngày nay mình đã ngó thấy đời cùng tu gấp kịp thì,
đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Thật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ghi lại. Nửa sao đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời không tin. Tới đây cũng dứt giảng kinh, nếu ai biết sửa tâm linh mới mọc. Thì nói có bao nhiêu đó thôi, thì môn nhân đệ tử đã biết là một vị thầy Phật là lời thật lòng đổ lệ chúng sanh với môn nhân đệ tử rồi. Ông còn có câu nói ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đường. Ông khai kinh ra muốn trăm họ vạn dân đều thấu hiểu được cái câu kinh mà hành theo kinh, đặng một ngày đi về nơi cái đời thượng quân coi như có mặt. Ông nói cứ việc mà hành theo đó đi, bây giờ kẻ sở như tề hiền lương đến hội cũng kề với nhau, sau khi này Phật gồm lại hết. Đừng có để cho mà nói thời không thấy, nói thời không tin. Bởi vì cuộc thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình đã hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa khắp càn ra. Ông nói nè, âm thinh ba tiếng khói bay nguôi ngút, tiệt âm dương chẳng chút còn gì. Nhìn mịt mù cha lại là con, chồng lạc vợ núi non tiếng khóc. Tới chừng mà có cái ánh sáng trở lại rồi, đổ nhiệt đổ nguyệt đổ không. Ngày đó còn lâu nữa mà mình lại lo tu mà hối hận, coi như không có còn tu kịp. Đổi nhật, đổi nguyệt, đổi phong, đổi năm, đổi tháng, đổi trong ngày giờ. Đổi cha lại đổi nhà thờ, đổi cồn, đổi bãi, đổi cờ, nam bang. Trời xanh Âu Á bốn phang, tại ai không tưởng mới có mang sự này. Bị vì chúng sanh mình quá xá, say mê trong chỗ vật chất, buộc bực bề trên phải chuyển lập qua cái đời khác rồi, chứ không còn. Ngày nay đó mình thấy như gì đó, khi có ánh sáng đời, ngày thời ngày thời mà ông mọc đêm trăng sáng hoài, đổ nhật đổ nguyệt đổ phong mà. Chứ đâu phải mà như thế mình mới chờ có 30 mới có trăng. Thay đổi hết. Nếu ông trời ông lặn rồi là có dần trăng. Trời lặn là có dần trăng mọc theo. Ngày thời ông mọc mà đêm trăng sáng hoài. Bởi vì chúng sanh mình phải gán mà lo tu hiền. Để tới chừng ngó thấy trong chỗ đó rồi, mà sợ không ngó thấy nữa. Bị ông nói nhâm dần nhiều chỗ bơ vơ, bước qua năm mẹo như tơ rối cuộc. Cái chỗ một cục tơ mà nó rối là làm sao gỡ được. Hay là như vậy mà chưa mấy ủ ê, trung ương rồng lộn mới ê hề thay phơi. Hay là mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng gồng gắn máu đào chỉnh ghê. Rồi đây là đi liền luôn, con ngựa lại đá con dê. Khắp trăm trần hạ nhiều bề gian lao, đến khỉ kia cũng bị sáo sào, canh khuya rà rẫy máu đào mấy. Bị gì trong cái năm đàn lão sắp đi liền nè, ông đi liền tới luôn, bị gì cuộc đời nó đã hết rồi, nó không còn. Năm này gì qua năm khác nó khác, qua năm khác nó khác. Lời bực bì trên nói đó, hội công đồng xem xét hẳn hoài, sai chư tướng muốn xuống răng trần thế. Đau nhiều chứng dĩ kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian khó nổi tung dung, mà người tu niệm sống đời thượng cổ. Thì nói bao nhiêu đó thì môn nhân đệ tử của Phật và Thầy đã biết rồi đó. Bởi vì làm người phải gắng lo tu hiền chân chất, mà bước đường làm người, cái buổi đầu tiên Phật đã khai kinh thiên kinh dạng quyển hiếu nghĩa di tiên, muôn dạng quyển kinh đều lấy hiếu nghĩa làm đầu. Có hình hài thể xác ngày hôm nay đây đó là do nói ông bà cha mẹ tổ tiên mới có ngày nay. Bởi câu nói nếu mình có mình rồi tu đền nợ thế cho rồi,
ngày sau mới đặng đứng ngồi tà xem. Bởi việc gì cũng phải gám mà lo, chả có chữ hiếu. Mà mình có đây là hãnh diện nhất. Ông nói duyên lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu Phật. Cái trôi qua rồi coi như cái tiếng niệm Phật và làm hiền từ coi như đã có. Ngày hôm nay mày, ngày hôm nay đây mới nghe được câu kinh của Phật mà lo sửa tánh răng lòng, lo tu hiền chân chất. Lời của Phật nói chuyện câu nói này là điểm chính nè. Sách thánh hiền ghét kẻ nhiều lời. Cũng có nhiều cái người để hỏi tôi, nói sách thánh hiền ghét kẻ nhiều lời thì sao ông nói nhiều quá vậy ông? Vậy cái thiên kinh vạn quyển biết bao nhiêu câu, biết bao nhiêu lời trong trọng, mà mấy chú nói chuyện gì kỳ vậy? Ghét kẻ nhiều lời là xảo ngôn sóc sượt lặn lường cháo trợ, không mần mà muốn có ăn, không lo muốn có mặc. Đó là ông ghét ngôi chỗ đó. Bởi làm người phải cần kiệm sốt sắng, lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Ông nói rành nghe, công danh phú quý cuộc đời là tuồng ảo ảnh giấc mơ mau tàn. Thấy vậy chứ còn cuộc đời, ông sửa sạn chưa đầy một tiếng đồng hồ là sáng bằng. Là ý trời đã định. Là tuồng ảo ảnh giấc mơ mau tàn, tiền tiền bạc bạc vàng vàng, càng thâu cho lắm lại càng khổ thân. Rồi khi tách biệt dương trần, hai bàn tay trắng chứ giữ phần nào đâu. Chi bằng thức tỉnh hoài đầu, kịp kỳ long hội cùng nhau thanh nhàn. Mau mau nhẹ bước xuống thoàn, đò chiều chiến chốt rước toàn chân tu. Ngày hôm nay đó danh với lợi, quý vị giờ có bao nhiêu nữa chết rồi cũng phủi tay thôi. Chứ không có đem theo được gì chứ, mà chỉ đem theo cái tội với cái phước. Cái con người quá mà ích kỷ rồi đó, không khi nào bước qua trong cái đời thượng nhân sau khi này được. Ông còn nói mà, hiện diện kẻ phú quý đừng dông cơm nguội sao, đói lòng chẳng có mà dục. Đó là đánh thức của lòng người luôn, của cải tất cả bao nhiêu bây giờ cũng không có đem theo được. Bởi vì phải gán mà lo tu, cái tiếng niệm Phật nó còn, cái tiếng làm nhân ái nó còn. Bởi vì lời của ông nói thẳng ra, ông khuyên một câu. Ông nói đó, mình có đó, hiện diện ngày nay, phải giúp cho đời. Ông nói có giúp cho kẻ khó mới nhầm, đến lạng ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bự. Nó hơn cái chỗ đúc chuông đồng luôn. Mà lúc cái chuông đồng Phật bự rồi biết bao nhiêu tiền của, mà nó hơn chỗ đó luôn. Chỉ có bố thí giúp ích cho kẻ dưới tay nghèo khổ. Ông nói giúp cho kẻ khó mới nhầm, đến lãng ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bự. Chẳng làm phước để làm hung dữ, rồi vào chùa lại Phật mà trừ Phật Tây Phương có lẽ hiểu dư. Đâu có túng thiếu mà quơ mà tội. Đó là ý của mình. Nhưng mà tội mình làm mình nhận. Chứ ông không có độ được. Cái việc làm sái quấy là mình phải nhận. Bởi vì ông đâu có túng thiếu. Mà ông đâu có xin xỏ những cái chỗ mà tà gian, xảo ngôn, sóc sượt được. Ông đâu có xin cái chỗ đó được. Bởi mình làm là mình nhận. Nhưng mà có lòng cúng Phật, Phật chứng chứ chẳng có ăn. Sau cúng Phật, trước cúng Phật, sau các sải tăng hầu tạc. Mà điều ông độ mình là ông độ. Còn nói qua một vị thần để kề sát bên chúng sanh, mình nói đây gì sẽ có người ta hết đó. Đứng thần minh cũng như ông bao công vậy. Công bình trực dạ, không có ăn của quả mà làm mai rồi được. Nếu trong đất nước mà có người đó rồi đó, thì đất nước không có còn cái gì hết. Coi như người viết từ hung sùng tàn bạo hết luôn, chứ không có người ngay thẳng. Mà cũng nhờ có cái người liêm chính để chỉnh đốn lại trong chỗ đó. Mà nó dơ đi trong cảnh khó của chúng sanh một phần nào, là những người kẻ dưới tay.
đứng thần minh công bình trực dạ, không ăn của quả làm mai lợi. Thì cái chỗ này đó là cái vị thần đó là vị thần liêm chính, không có chút tình riêng nào mà nghĩ rằng ở chỗ hoàng thân quốc thích được hết. Nếu con làm tội con phải nhận đi. Bởi vì trong kinh điển nhà Phật đã khai ra rõ ràng, để dạy con rõ ràng luôn. Con không nghe thì tự ý, tự thân tạo lấy mà mua cái sọc. Chứ cái phần là bảo vệ cho con mà không được, đó là không được. Bởi từ từ nay sắp đến thảm thê, con lìa cha mẹ vợ kia xa chồng, chứ không phải nói chuyện tầm thường. Bởi vì cảnh khó nó tới rồi, đều tan nát chân trời, kẻ ở đầu này người ở đầu nọ để lo bảo vệ trong cái chuỗi ngày còn lại. Đến chừng tới việc ngóng trông trách rằng trời Phật sao không lòng từ bi. Độ là độ không được. Bởi vì ông muốn mình phải lo tu hiền, lo niệm Phật là ông độ thôi. Nhiều cái tai nạn của chúng sanh không có bút mực nào mà kể tả hết. Cái chỗ đó là tai nạn. Lớp đau, nhiều chứng dị kỳ khó kể. Chứ không phải nói chuyện người đau cái chướng này, người đau bệnh nọ là tùy nơi trong cái duyên nghiệp của mình hiện kiếp mà để đào tạo ra thôi. Bởi vì nói nhiều người tại sao thấy ông hiền quá mà ông đau nhiều cái ngặt nghèo vậy? Bởi vì cái chỗ đó là coi như là giấu, là giấu con người được chứ không có giấu thánh thần được. Người ta đã biết hết trơn. Bởi việc gì cũng vì chúng sanh và nằm trong môn nhân đệ tử của nhà Phật thì gắn tùng cái câu kinh ổng mà lo tu hiền niệm Phật. Ổng nói của thế trần như mật dính dao, kẻ tham ăn kê miệng liếm vào, chừng đức lữ mới là hối hận. Tham của tạm làm điều tàn nhẫn, nhắm mắt rồi đâu có mang theo. Tham tiền tài thì vướng nạn eo, tham sắc đẹp nhà tan cửa nát, chứ không có khi nào mà nó còn lại được hết. Bởi vì việc gì cũng vậy, phải gán làm người. Cái chỗ của mình làm người mà phải đi thẳng. Bây giờ vợ con quan niên nó không nghĩ tới mình, nó bỏ mình đi mà còn trẻ tuổi, bước đường mình cho mình đi tới, mà đi tới cũng phải nghĩ ngay chỗ đó, mà không có rồi mà còn đi tới nữa là không được. Nó gì đó. Bởi vì có tiền kiếp cho nhận cái phần đó. Mình nghe có rồi cái mình lang bang nữa là không được. Nói gì đó. Bởi trai trung liệt mới đáng trai hiền thảo. Cái chữ trung mình phải có. Trai trung liệt mới đáng trai hiền thảo, mà gái tiết trinh mới gái nam trào. Lời thánh hiền để lại biết bao, sao trai gái chẳng coi mà sửa. Cái đời này nhìn thấy ở ngoài trong cái chỗ trai với gái không, mà còn vợ còn chồng không, tôi thấy tôi còn lắc đầu, chứ không phải nói chuyện. Bởi vì cái chữ trung không có, nên nhìn thấy tiền tài vật chất trong hiện diện ngày nay, trong cái đời này. Bởi vì say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh mà gây nên nghiệp quả. Bởi vì lực trời phải trị tội mới được. Đặng cho hết những cái hàng đó, nó dơi đi trong cái hàng đó, mới bước qua trong cái đời thượng cổ. Ông nói rằng, lửa đồng mà đút lấy chuông, lửa người biết chuyện đặng thương lâu dài. Hỏi vậy cho chọn mấy người đó rồi, làm sao mà một muôn năm được. Không khi nào an hưởng được một muôn năm được. Dạ, thì không hay. Chiến tranh, dịch bệnh, đói đau, chiến tranh phải làm sao không hay? Bởi vì trong cái việc gì cũng vậy, ổng cũng cho mình biết hết. Đói với đau, cơm không có ăn luôn. Mà đói đau sau khi này không thuốc. Thấy vậy trong hạn hán 3 năm rồi đó, không chợ nhóm chiều. Nhà không người ở, niệm nhiều nam mô.
tới chừng đó mới thức tỉnh. Coi như kiếm lá cây mà ăn không có, chứ không phải nói chuyện đâu. Bởi vì cái hàng sau khi này trở lại cái hạ nguyên đó, cái đời nó cũng vẫn còn nhiều vậy. Còn nhiều là có cái tiếng niệm Phật, nhưng mà sống qua cái thượng cổ sống không được. Bị gì cái duyên lành nó quá ít. Cũng như mình ngày hôm nay, cũng như tôi vậy nè. Bị duyên lành mình quá ít, thành ra mới cái đời sắp sửa chạm cùng, mình mới có mặt. Thành ra hưởng thụ trong cái chỗ nó không có được bao lâu, cũng phải chia tay theo cái bực bì trên để định, chứ không có sống mãi hoài. Còn bước qua trong thượng cổ một muôn năm, lời của Phật nói chuyện 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu có. Ta nhắc lại héo dôn cho trẻ, cứ đau lưng đừng ghẻ đừng chia, cả kêu lớn nhỏ hoài diệt, trên hòa dưới thuận chớ lìa chớ phân. Ông kêu cái lớn nhỏ là gì, chỗ hoài diệt là gì? Phải hoài diệt coi theo trong câu kinh, mà tầm ý nghĩa trong câu kinh mà hành theo. Lời Phật nói rành ngang, xem kinh phải hiểu lý kinh, hiểu lý kinh mới hành theo kinh được. Kệ kinh nhiều kẻ đọc suông, lý kinh không hiểu như luồng gió qua. Nói gì đó? Nếu không hiểu được trong ý nghĩa trong câu kinh là không khi nào mà hành theo kinh được. Bởi vì mình hành vuốt vuốt ở ngoài đời không à. Đó là còn phạm trong cái lực thập bội luôn, chứ không khi nào mà thoát khỏi được. Cái ý nghĩa trong câu kinh của Phật để lại là cái ý nghĩa cái gì cũng là chân hết. Bởi vậy dạy bổn đạo lấy câu trung đẳng, ông nói rất nhẹ, chẳng nói cao gì sắp rút đời. Nó không có, cái đời nó không có còn kéo dài lâu nữa. Bởi vì tất cả phải gán mà lo niệm Phật, nhất tâm mới kịp đó nghe. Ngày nay đà rập nhịp tu hành, niệm Di Đà ráng niệm cho rành, thì Phật mới cứu khỏi nơi khói lửa. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, giọng cũ quyền sớm tối mới màu, chữ Nam Mô mới dẹp được lòng sọc. Có câu nói vô tư vô sự là tiểu thần tiên, chữ Nam Mô cái gì cũng là không. Nam chỉ vì tâm phải tịnh thanh, mô không dục lợi chẳng cầu danh, là con người nó nhàn nhất. Chính tôi còn xét quan sát kỹ. A trừ dâm dục nuôi tinh đủ, di dứt lắng lo giữ báo lành, đà kim khôi sanh bất hoại, Phật đà xá lợi hiệu vô sanh. Hành bốn chữ thôi đã có đường sanh tử không có còn, đắc quả và quả Phật. Bởi vì chứ cái việc gì cũng phải gác. Ngày hôm nay ông khai kinh vì lòng từ ái chứa trang, nhận thấy bát tánh đến hồi tai hoạ. Phật dương đã chỉ rõ mái diệu quyền, chuyển lập hội long qua. Vì lòng từ ái chứa trang, nhận thấy chúng sanh và môn nhân đệ tử của Phật, coi như tai nạn đã kề sát bên bình với hoàng. Thành ra bây giờ mình phải thức tỉnh là gán lo tu hiền đặng thác cái nạn sau khi này, chứ không ấy là phải nằm trong trận rồi, không khi nào thác được. Nội cái nạn như gì không là thấy nó khổ rồi. Ông nói sau khi này đó, trung ương rồng lộn ê hề thay phơi, mặt nước biển lao nhau lặng hụp, chim đua bay cá lại tranh màu, ngọn thủy kiều nô nước sụt sôi, bầu trái đất một phen lưng kiện. Một ngày nào đó nó dữ dằn tới cỡ đó. Bởi vì môn nhân đệ tử của Phật phải gán mà lo tu hiền, chân chất thật thà. Ông nói rành ngang, miễn cho được ngày hai cơm tẻ, buổi bần hàng đặng có tu thân, nhờ ơn trời ban bố đức ân, xem chung cuộc phong thần tại thế.
chung cuộc phong thần tại thế đã đến rồi. Đã đến luôn. Chứ không phải nói chuyện tầm thường. Bởi vì gán mà lo tu hiền, lo niệm Phật mới có thoát khỏi sau khi này. Lời của thầy nói chuyện Phật từ bi độ tử độ sanh là độ kẻ hiền lương nhân ái. Ông nhắc ra từng phút từng đàn. Đừng có nói bây giờ không thấy ổng mà cho ổng không thấy ổng mà cho ổng xàm. Ông nói ra không có nhầm gì hết. Bởi chúng sanh mình không có tưởng. Ông nói tuy là hữu ảnh vô hình chớ dân lòng tưởng sân tình đảo lai. Quý vị mà nhìn ngay cái ảnh ổng đi, cúng lại tưởng ổng là ổng đứng ở trên, ổng dần xuống ngay chân mình. Đại môn nhân đệ tử không biết. Thành ra coi ổng là cái chỗ tầm thường. Chứ lúc nào ổng có kề sát bên mình mà tại mình không tưởng, thành ra ổng không lại gần thôi, không có chuyện gì hết. Tại mình không tưởng. Bởi vì tất cả trong môn nhân đệ tử ngày hôm nay phải gắng xem câu kinh của ổng mà để tầm cái ý nghĩa mà hành theo kinh. Chứ không ấy là không có thoát được đâu. Bởi vì cái chuyện gì nữa ổng cũng dạch hết rồi. Cho môn nhân đệ tử để hiểu biết mà thức tỉnh quay đầu. Lời ổng nói rành nghe. Không nghe rồi bởi không tin. Rồi sau khi này tự thân tạo lấy mà mua cái sọc. Thánh nhân tạo quá một bầu, kẻ thanh người được mới hầu khác nhau. Cái thời cơ coi như đã đến rồi, nhắc ra không có dạch ra cái ý nghĩa thâm sâu khi cho nên nhiều. Ông nói bước đường đầu tiên vì đâu bút ngọn lửa tầng, mà lòng tăng sĩ như dần nát tan. Biết rằng tầng mà nó khởi nó dậy lên rồi, biết như thế nào rồi. Một vị Phật nước mắt chảy dài, xót thương chúng sanh mà tới cỡ đó, mà cứu là cứu không được. Bởi vì một phần nhiều là say mê vật dục chìm đắm trong biển lợi danh, thì cái chỗ đó làm gì ông cứu được. Tàn lại gây nên nghiệp quả không à. Thành ra vì cái chỗ đó đó mà ông tú cứu là cứu không được, phải chịu nằm trong cái trận đó. Rồi cái trận đó, tôi nó mới nói vừa qua rồi, mặt nước biển lao nhau lằn hợp đó, chim đua bay cá lại tranh mồi, là tới cái trận đó coi như không có bút mực nào nói chuyện. Thay phơi ngọn cỏ vô căn Phật trời, mấy người đó không có tưởng rằng Phật trời là gì. Thành ra bước đường nhìn thấy trước mắt mà đi. Phải nằm nó nhiều cái trận. Lớp nào đau. Đau nhiều chứng không bút mực nào tạ. Do nó nghiệp vướng của chúng sanh để đào tạo ra không. Lời thầy nói chuyện ốm đau cũng tại căn tiền hoặc hiện kiếp làm điều bảo ác. Mà ông nhắc nhở tôi rành cái nữa. Lúc sau chẳng tu đặng có hưởng nhờ, gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ. Trồng bông kiển giống chi hưởng nấy, địa ngục cũng tại nơi tâm làm quấy, mà về thiên đường cũng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm dù quỷ hay ma, thiên hay Phật cũng là tại nó, chứ mình đâu có tội. Ông nói ông xả rồi, mà cái tội ngày hôm nay chính mình để đào tạo ra cái tội.
Bởi vì có câu nói quả bất lành chưa trả ghi thêm công, cầu cho đời sống lặng gió im, đặng bá tánh an nhàn tu niệm. Đó là cái tâm của Phật. Mà đáng tiếc rằng cái chỗ Pháp không có yên được, buộc phải thi hành. Bởi vì cuộc đời đã hết rồi, nó không còn nữa. Phải thi hành nặng xây dần, xây chuyển qua trong cái đời khác. Cuộc đời thượng quân sau khi này đó, coi như cũng có vợ có chồng vậy, cũng có con có cháu nối dòng an bang, chứ không phải không có đâu. Mà điều nó hãnh diện, nó sung sướng không biết bao nhiêu lắm. Cuộc y thực để muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai, chí nhan yên nhàn nhìn cảnh thật đời, khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc. Nhưng có quả khổ trong 2000 năm hiện diện ngày nay tới đời của tổ tiên ông bà mình tới bây giờ, mình cho rằng hãnh diện nhất, chứ cái đời này không có khi nào yên được hết. Hãnh diện là trong chỗ đại quá, nhìn thấy cái gì nó cũng hơn ngày xưa hết, mà cái chỗ thanh trầm nó không bằng ngày xưa. Thôi giờ cái buổi khai kinh, coi như phần của tôi đến đây để nhắc nhở trong môn nhân đệ tử của Phật và Thầy, đến đây coi như đã xong. Giờ để mình tạm dừng lại, trong một ngày nào để có phần hội ngộ nữa để nói chuyện. Nam Mô A Di Đà Phật.